cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kênh Baza Telegram vừa qua đưa tin, cựu chỉ huy tập đoàn quân số 6 của lực lượng không quân và phòng không Nga Vladimir Sviridov cùng vợ là Tatiana được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà ở làng Avdiivki, vùng Stavropol ở miền nam nước Nga thi thể của cựu phi công quân sự và người vợ 72 tuổi của ông được tìm thấy khoảng một tuần sau khi họ qua đời. Theo báo cáo sơ bộ, không có dấu hiệu bạo lực nào được tìm thấy trên các thi thể. Nguyên nhân cái chết của họ vẫn chưa được xác định. Người ta tin rằng vị tướng không quân và vợ ông đã chết do dò dỉ khí ga trong nhà của họ. Tuy nhiên, nhân viên dịch vụ ga đã kiểm tra hiện trường và không phát hiện nồng độ chất độc hại quá cao. Mới đây nhất, Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine cũng cho biết, khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở mặt trận Svatov, một nhóm lính biên phòng Ukraine đã bắt được một sĩ quan tình báo Nga 38 tuổi. Sĩ quan tình báo Nga bị bắt khai nhận trước đây, anh từng làm thợ sửa chữa ở phía đông nam Liên bang Nga và chỉ vừa được điều động vào tháng 10 năm 2022. Đầu tiên, anh gia nhập một lữ đoàn xe tăng và xây dựng các công sự ở biên giới Liên bang Nga với Ukraine ở tỉnh Kursk. Vào mùa thu năm 2023, anh được chuyển đến đơn vị trinh sát ở mặt trận Svatov thay quân phục giống mẫu của quân đội Ukraine và được cử đi tiến hành các hoạt động trinh sát tấn công. Trong thời gian đó, anh tình cờ gặp một quả mìn nổ và bị thương. Các chiến sĩ biên phòng của lữ đoàn biên giới thép thường sơ tán những người Nga bị thương khỏi trận địa và sơ cứu cho họ. Vì vậy, người lính trinh sát Nga đã sống sót nhờ bị bắt và sau đó sẽ bổ sung quỹ trao đổi tù binh chiến tranh. Trong một tuyên bố liên quan khác, Ukraine mới đây cho biết dự án hộp đen tình báo Ukraine đã gây thiệt hại 900 triệu đô la Mỹ cho người Nga kể từ khi khởi động. Tổ chức Comeback Online chỉ ra rằng một trong những thành phần thuộc dự án hộp đen dành cho tình báo quân đội Ukraine khởi động vào năm 2022 là một loại UAV tầm xa của Ukraine cực kỳ nguy hiểm tên là Bober Hải Ly. Đây là UAV do Ukraine sản xuất, thiết kế, có tầm hoạt động lên tới 800 km. Bober đã thực hiện thành công các nhiệm vụ ở Crimea do Nga kiểm soát và tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Bober cũng đã tấn công một cơ sở lưu trữ nơi cất giữ các thành phần tên lửa cho hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander của Nga. Tổ chức Comeback Airl lưu ý rằng đây không phải là thành phần duy nhất của dự án hộp đen, nhưng đây là thứ vũ khí có thể được công bố tính đến thời điểm hiện tại. Giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine UNWA Filippo Lazzarini tại Geneva cho biết cơ quan của ông, nơi hỗ trợ hơn 800.000 người di tản ở giải Gaza, có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động. Ông Lazzarini cảnh báo UNWA có thể buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. UNWA đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, song yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Phát biểu với các phóng viên ở Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu UNWA chia sẻ, vì thiếu nhiên liệu, chúng tôi sẽ không thể đưa xe tải của mình qua khu vực phía nam của giải Gaza, nơi chúng tôi có người đang chờ hàng cứu trợ. Trong một diễn biến khác có liên quan, Powtel và Jovan, hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở giải Gaza, cùng ngày thông báo tất cả các dịch vụ viễn thông tại khu vực đông dân cư đã ngừng hoạt động vì mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt. Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc đánh giá với chỉ 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào giải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột. Khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và nạn đói lan rộng vì gần như toàn bộ người dân đang rất cần được hỗ trợ lương thực. Trong thông báo, Giám đốc điều hành WFP Cindy McKen xác nhận nguồn cung cấp lương thực và nước uống thực tế không tồn tại ở giải Gaza và chỉ một phần nhỏ những thứ cần thiết được vận chuyển qua biên giới. Khi mùa đông đang đến rất nhanh, những nơi trú ẩn không an toàn và quá đông đúc, cũng như tình trạng thiếu nước sạch, người dân phải đối mặt với nguy cơ chết đói. Hy vọng duy nhất là mở ra một lối đi an toàn khác cho hoạt động viện trợ nhân đạo tiếp cận để đưa thực phẩm cứu người vào giải Gaza. Cũng theo WFP, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Ngay cả khi các xe tải đến từ Ai Cập và dỡ hàng hóa xuống giải Gaza trong ngày 15 tháng 11, FP vẫn không thể tiếp cận dân thường ở những nơi trú ẩn vì không đủ nhiên liệu cho các phương tiện phân phối. Israel đã thông báo người dân ở khu vực phía đông thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza cần đi sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn. Lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực. Quân đội Israel phát đi thông báo trên bằng cách điều máy bay thả tờ rơi xuống khu vực từ đêm 15 tháng 11 đến dạng sáng 16 tháng 11. Những tờ rơi như vậy mà hãng tin Reuters có được có nội dung đề nghị người dân cần đi sơ tán ngay lập tức và nên đi đến những nơi như Khu Ja'a, Abassan, Bali và Ankara Kể từ sau khi xảy ra xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel hôm 7 tháng 10, Thành phố Khan Yunis là nơi trú ẩn của hàng chục nghìn người dân vốn sơ tán từ phía bắc giải Gaza. Ngoài tình trạng sinh sống quá tải ở những nơi trú ẩn tạm thời như trường học và liều trại, những người dân ở thành phố này đang thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết. Trước đó, Israel cũng đã từng thả tờ rơi ở miền bắc giải Gaza để yêu cầu người dân đi sơ tán về phía nam. Palestine lo ngại những hoạt động sơ tán quy mô lớn sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Ngày 16 tháng 11, quân đội israel cho biết đã nắm quyền kiểm soát hoạt động của cảng gaza gần thành phố gaza đây là cơ sở hạ tầng quan trọng ở giải gaza phong trào hồi giáo hamas trước đó kiểm soát cảng này phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp ông martin griffith cho biết israel đã quyết định không giới hạn số xe tải chở hàng cứu trợ vào giải gaza Ông Martin Griffith cho biết đã nhận được thông tin tích cực nêu trên từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo quan chức Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 460 xe tải đang túc trực ở El Aris, thành phố lớn của Ai Cập gần cửa khẩu Rafah nhất, chờ sang giải Gaza. Ông Griffith cũng đã thông báo kế hoạch 10 điểm nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại giải Gaza, đặc biệt kêu gọi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông, các đơn vị cứu trợ của Liên hợp quốc có xe tải nhưng cần nhiên liệu và kinh phí hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ. Cho rằng tình hình khó khăn đang vượt mức chịu đựng của người dân ở Gaza, Phó Tổng thư ký Griffith kêu gọi đảm bảo hàng cứu trợ được chuyển vào vùng lãnh thổ này liên tục, trong đó cần mở lại các cửa khẩu ở biên giới Israel, đặc biệt là cửa khẩu Kerem Shalom, vốn là điểm chuyển tới hơn 60% số hàng cứu trợ giải Gaza trước khi xung đột nổ ra. Bên cạnh đó, ông Griffith cũng thông báo kết quả cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian về những nguy cơ nếu cuộc xung đột lan rộng ra ngoài giải Gaza. Quan chức Liên Hợp Quốc lo ngại điều tồi tệ nhất nếu nổ ra chiến tranh ở phía Bắc giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và Israel, cho rằng xung đột Hamas-Israel hiện đã tác động tới các nước như Syria và Yemen. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại nhiều vùng khác cũng sẽ bị tác động nếu xung đột lan rộng gây ra xung đột trong khu vực. Ngày 16 tháng 11, các quan chức ngoại giao Anh và Ireland kêu gọi tăng số lượng hàng cứu trợ đưa vào giải Gaza. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Cairo của Ai Cập, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách các vấn đề phát triển và châu Phi. Andrew Mitchell hối thúc tăng tốc cứu trợ để đáp ứng nhu cầu của người dân giải Gaza, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên cung cấp nhiên liệu. Cũng thăm Cairo, ngoại trưởng ireland michael martin nhấn mạnh cần tăng đáng kể hàng cứu trợ cho giải gaza để khắc phục tình hình nhân đạo đang ngày càng tuyệt vọng tại đây ông cũng kêu gọi lập tức ngừng bắn nhân đạo trả tự do cho tất cả các con tin xung đột israel hamas đặt nhà nước do thái và các nước ả rập khối hồi giáo trước nhiều bài toán khó khăn Hội nghị thượng đỉnh chung bất thường giữa Liên đoàn Ả Rập AL và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC về xung đột Israel-Hamas là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của hai khối này kể từ khi đụng độ bùng phát vào ngày 7 tháng 10. Chính vì thế, cuộc họp nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Kết quả sự kiện này cho thấy những chỉ dấu không kém phần đáng chú ý. Một mặt, bản nghị quyết 31 khổ nhấn mạnh tâm quan trọng của hòa bình, công bằng, kéo dài dựa trên giải pháp hai nhà nước tại giải Gaza các nước hồi giáo và Ả Rập thể hiện sự nhất trí khi sử dụng từ ngữ mạnh mẽ nhất để chỉ trích Israel. Nghị quyết bác bỏ lập luận rằng các đợt tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF là nhằm tự vệ và có cơ sở. Đồng thời, hai khối này kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết có tính ràng buộc nhằm ngăn chặn hành vi quyết đoán của Israel. Một điểm nhấn khác là nghị quyết kêu gọi các nước ngừng xuất khẩu vũ khí đạn dược tới Israel để IDF có thể sử dụng trong các kế hoạch quân sự mặt khác nghị quyết không đề cập các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị cụ thể với israel các biện pháp này bao gồm ngăn chặn chuyển vũ khí mỹ tới israel từ các căn cứ mỹ tại khu vực đóng băng mọi quan hệ ngoại giao và kinh tế với israel đe dọa sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy ngăn các chuyến bay của israel đến hoặc quá cảnh qua không phận khối ả rập và đưa một đoàn đại biểu tới mỹ châu âu và nga để thúc đẩy ngừng bắn các nước phản đối đưa đề xuất này vào nghị quyết cuối cùng là ả rập xê út các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Bahrain, Sudan, Maroc, Mauritania, Djibouti, Jordani và Ai Cập. Nhận định về tình trạng này, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhận định, nếu như chúng ta không có công cụ thực sự để gây áp lực, mọi bước tiến hay phát biểu của chúng ta đều trở thành vô giá trị. Nhà báo Hassem Ahebara của Al Jazeera, Qatar, viết khi nhìn vào bản tuyên bố bạn thấy rằng lãnh đạo ả rập và hồi giáo không có cơ chế để thúc đẩy ngừng bắn và lập hành lang nhân đạo sự đồng nhất trong quan điểm về israel song chia rẽ trong cách đối xử với quốc gia này tiếp tục là bài toán đeo đẳng khối ả rập và hồi giáo trong thời gian tới ở góc nhìn khác the economist anh nhận định nhà nước do thái cũng đối mặt với nhiều câu hỏi và ít lời giải đáp Trước hết, IDF đang đạt bước tiến đáng kể về mặt quân sự khi loại bỏ thành công nhiều tướng lĩnh chỉ huy cấp cao của Hamas và giành quyền kiểm soát tòa nhà quốc hội giải Gaza của phong trào Hồi giáo này. Đồng thời, binh sĩ Israel đã tới bệnh viện al -Sifa, tâm điểm của các đợt đụng độ và tranh cãi. Israel đang đối mặt không ít bài toán khó. Kế hoạch của IDF càng tiến triển, nhà nước Do Thái càng hứng chịu sức ép từ khối Ả Rập, Hồi giáo và phương Tây. Ngoại trưởng nước này Eli Cohen khẳng định áp lực ngoại giao từ cộng đồng quốc tế sẽ gia tăng trong thời gian sắp tới. Pháp đã kêu gọi Israel dừng kế hoạch tấn công. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định, nước này không muốn thấy màn đấu súng ở bệnh viện, nơi người dân vô tội, bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị, bị kẹt sữa làn đạn. Ông Rafael Cohen, giám đốc chương trình chiến lược và tuyên truyền tại dự án không quân của tập đoàn RAND Mỹ, nhận định một khi dừng kế hoạch trên bộ, IDF sẽ khó loại bỏ hoàn toàn chiến binh Hồi giáo, vốn ẩn náu và chiến đấu dưới 500 km đường hầm ở giải Gaza.